Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 21 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Vũ Diễm Hoa lúc này ngưng mặt nói: Ngư Lan ca, nếu chàng không quay trở lại thiếp phải làm sao đây? Nói xong nước mắt lại chảy ròng ròng xuống. Trần Gia Lân vội nói: Hoa muội, chẳng phải ta đã quay trở lại rồi sao? Vũ Diễm Hoa lại gục đầu vào lòng của Trần Gia Lân. Mái tóc rối bù đã làm cho cần cổ và cằm dưới của Trần Gia Lân cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Từ khi ái thê Đào Ngọc Phương rời khỏi hắn, hắn chưa từng ôm choàn một nữ nhân nào khác như thế. Mặc dù lòng hắn không khởi tà niệm, thế nhưng không sao tránh khỏi phản ứng tự nhiên của sinh lý, nhất là cặp ngực mềm mại của nàng. Mặt của hắn nóng bừng lên, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng. Chẳng biết Vũ Diễm Hoa cố ý hay vô tình càng ôm chặt hắn. Trần Gia Lân sực cảnh giác và định thần lại, vội buông tay rồi nhẹ nhàng khẽ đẩy thân hình của nàng ra nói: Hoa muội, hãy cẩn thận xem có ai đến nữa không. Vũ Diễm Hoa bàng hoàng tỉnh hồn lại, miệng cứ mấp máy nói lẩm bẩm: Nếu hai chúng ta được gần gũi như thế thì hai biết mấy. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Một hồi lâu Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp: À, vốn thì định mệnh đã xếp đặt hai chúng ta không thể gần gũi với nhau được. Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại than thở như vậy. Hai người trầm mặc một hồi thật lâu, cuối cùng rồi Trần Gia Lân đã đánh bạo nói: Hoa muội, ta phải đi bây giờ, nàng phải cẩn thận ứng phó với họ về sau, ta sẽ tìm cách thám thính kết quả sự kiện này. Vũ Diễm Hoa lẳng lặng gật đầu không nói gì thêm, hai mắt lại óng ánh ngập lệ một lần nữa. Trần Gia Lân không nói gì hết, chàng nghiến răng quay người chạy vào trong rừng lục. Trời mờ mờ sáng, Trần Gia Lân đã đến Quan Giả, là nơi ước hẹn gặp mặt với Quyết Thủ Thiếu Đông. Sương mù bao phủ một vùng mênh mông, hắn đảo mắt quan sát xung quanh một vùng chẳng thấy bóng người nào hết. Trần Gia Lân nghĩ bụng: Chẳng lẽ mình đến muộn rồi? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong bụi rậm hiện ra một bóng người. Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, phóng mắt nhìn tới trước, tức thì cảm thấy xúc động. Người vừa hiện thân chính là Ngô Hoàng Văn, chứ không còn ai xa lạ nữa. Ngô Hoàng Văn mặt mày hớn hở gọi to một tiếng: Nhị ca. Trần Gia Lân nhảy giọt đến chỗ của Ngô Hoàng Văn, nói giọng xúc động: Tam đệ, sao người lại ở đây chứ? Ngô Hoàng Văn nói: Chính Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn bảo đệ ở đây chờ đợi nhị ca. Thế thì y đâu rồi? Y không quay lại nữa đâu. Làm gì có chuyện y không quay lại, hai chúng ta đã hẹn gặp nhau tại đây mà. Hắn vừa nói vừa giơ cái rổ tre lên, sau đó rồi lại nói tiếp: Ta sẽ dùng món đồ này để đổi lấy sự an toàn của đệ. Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói: Ta vẫn biết thế. Này nhị ca, đệ đã làm phiền nhị ca nhiều rồi, cứ việc để món đồ lại đây, hai chúng ta tìm một địa điểm khác nói chuyện cũng chưa muộn. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Nói sao? Để món đồ tại đây? Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: Đúng thế, đối phương sẽ cho người đến đây nhận đồ sao? Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói: Không được, việc của đại ca, đại tẩu chưa xong, ta không thể buông tha y dễ dàng như vậy. Ngô Hoàng Văn áy náy nói: Nhị ca, người đã hứa với người ta rằng lấy món đồ này trao đổi với đệ, thế thì chúng ta không được thất hứa. Đại trượng phu nói một là một, hai là hai, còn việc của đại ca đại tẩu để mai sau rồi hẳn tính, ngại gì không có cơ hội. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt rồi nói: Tam đệ, chẳng phải ngươi từng nói rằng món đồ này quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi đó sao? Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói: Phải, ta từng nói như vậy. Nhưng chữ tín càng quan trọng hơn, một võ sĩ không thể thất hứa với người khác. Mặc dù ở trong lòng Trần Gia Lân căm phẫn vô cùng, nhưng chàng chẳng làm sao hơn được, đành kêu hừ một tiếng rồi đặt cái rổ tre trên mặt đất ngay. Ngô Hoàng Văn chỉ tay về phía trước rồi nói: Hai chúng ta cứ vào cánh rừng bên đó nói chuyện cũng được. Thế rồi hai người không nói gì nữa, cả hai song song phi thân chạy vào trong rừng. Khi họ chạy sâu vào trong rừng, cả hai cùng ngồi trên một tảng đá. Trần Gia Lân lên tiếng nói trước: Tam đệ,
Nghe Quyết Thủ Thiếu Đông nói rằng thương thế của ngươi chưa lành hẳn. Ngô Hoàng Văn nói, đúng thế, nhưng cũng không đến đổi nào. Bây giờ Trần Gia Lân mới vào chính đệ. Này Tam đệ, hôm ấy ở trong tiểu ốc của hai ngốc ca ca, sao bỗng nhiên người lại biến đi đâu mất vậy? Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói, sự việc như thế này đây, trước kia Thảo Đầu Lan Trung Nghe Cảnh Tinh tiền bối, vì lo xa cho sự an toàn của vợ chồng Nhị Lãng đại ca, nên lão đã đào một cái địa hạt mật thất trong tiểu ốc, ngõ vào chính là chỗ ở cuối chân giường. Hôm ấy ta biết tình hình không ổn, cho nên trốn vào mật thất thị thương. Khi đệ quay trở ra thì không còn gặp nhị ca nữa. Trần Gia Lân dở lẽ nói, à, té ra là thế. Nhưng tại sao món đồ lại lọt vào tay thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ như vậy chứ? Ngô Hoàng Văn thở phào một cái rồi nói, đây gọi là tai nạn chưa khỏi. Sau khi đệ rời khỏi tiểu ốc, không dám chạy đường cái, cứ chuyên môn đi đường nhỏ, kết quả lại gặp phải đối phương. Sau khi ác đấu với họ, đệ lại thọ trọng thương một lần nữa. Trong lúc thập tử nhất sinh thì Quyết Thủ Thiếu Đông đã xuất hiện cứu thoát đệ, nhưng đối phương đã đoạt mất món đồ ấy rồi. Ồ phải rồi, nghe nói rằng Mạc Phụ Sông Hùng đã ngộ nạn, có phải vậy không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu, sau đó mang sự việc xảy ra thuật lại một lượt cho Ngô Hoàng Văn nghe. Kể xong hắn lại nói, rốt cuộc chuyện đã xảy ra như vậy. Ngô Hoàng Văn nói, chính túy ông lão tiền bối đã liên ứng với Mạc Phụ Sông Hùng lấy được món đồ nọ, sau đó phó thác đệ vào cho một võ lâm tiền bối, không ngờ Mạc Phụ Sông Hùng vì thế mà ngộ nạn. Ôi! Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, rốt cuộc là báo vật gì vậy? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói, không biết, nhưng nghe túy ông kể lại, nếu món đồ này lọt vào tay của mẫu đơn lệnh chủ thì võ lâm sẽ nổi cơn khủng hoảng. Nếu phải có vô số cao thủ bạch đạo thọ hại chứ không sai. Trần Gia Lân nói, bây giờ đệ chưa làm xong nhiệm vụ, biết ăn nói thế nào với túy ông đây chứ? Ngô Hoàng Văn buồn bã nói, không còn cách nào hơn, đành phải báo cáo sự thật với lão thôi. Trần Gia Lân câu mày nói, chư vị túy ông tiền bối xuất hiện trên giang hồ với mục đích gì vậy? Ngô Hoàng Văn cảm khái thở dài một tiếng rồi nói, họ vì trừ mẫu đơn lệnh chủ hộ đạo, giảng cứu quyết kiếp của võ lâm. Trần Gia Lân đứng phát dậy nói, Tam đệ, ngươi lầm rồi. Ngô Hoàng Văn thất kinh nói, để lầm thế nào đâu? Trần Gia Lân trầm giọng nói, đúng ra đệ không nên giữ uy tín đối với Quyết Thủ Thiếu Đông tà ác này, đến nỗi phải buông bỏ món đồ khá quan trọng ấy. Đệ thử nghĩ lại xem, nếu món đồ này lọt vào trong tay của bọn ma đầu như Quyết Chưởng Quỷ, có lẽ hậu quả càng nghiêm trọng đáng sợ hơn mẫu đơn lệnh chủ gấp mấy trăm lần. Đúng là lúc nãy ta không nên nghe lời ngươi. Nói xong hắn phi thân chạy vào trong rừng. Ngô Hoàng Văn thoạt trông thấy Trần Gia Lân phi thân chạy vào cánh rừng, trong lòng lấy làm kinh ngạc, đang muốn lên tiếng cản lại. Y sực dở lẽ ra Trần Gia Lân ắt là muốn quay trở về chỗ cũ để thu hồi món đồ. Thế rồi y cũng chạy theo vào rừng luôn. Y thoạt vừa ra khỏi rừng, quả nhiên đã trông thấy Trần Gia Lân đang lục soát xung quanh đám bụi rậm. Trong tình hình thì Quyết Thủ Thiếu Đông đã lấy món đồ đi mất rồi. Trần Gia Lân lục soát một hồi chẳng tìm thấy gì cả. Mặt mày của y ủ rũ, quay trở lại ngay. Ngô Hoàng Văn tiến tới nói, nhị ca, chớ có luống cuống làm gì. Sự việc không xảy ra nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu. Trần Gia Lân buồn bã nói, đệ nói thế có nghĩa là sao? Ngô Hoàng Văn nói, không có một ai biết rằng món đồ đã lọt vào tay của Quyết Chưởng Quỷ, có phải vậy không? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát khẽ gật đầu nói, đúng thế, không một ai biết cả. Ngô Hoàng Văn lại hỏi tiếp, lúc nhị ca đánh cướp món đồ có giết người không? Trần Gia Lân nói, ồ, ta đã giết 4 mạng người. Ngô Hoàng Văn nói, vậy thì không còn sai rồi. Mặc dù món đồ lọt vào tay của bọn Quyết Chưởng Quỷ, nhưng cậy vào tài ba của bọn người túy ông, vẫn có thể tìm cách thu hồi được. Quyết Chưởng Quỷ đắc thủ nhưng không dám lên tiếng, vì y chưa đụng đến nổi với mẫu đơn lệnh chủ. Thử nghĩ rằng nếu phe mẫu đơn lệnh chủ biết món đồ này lọt vào tay của y sẽ xảy ra hậu quả thế nào không? Trần Gia Lân gật đầu nói, Tam đệ nói phải, nhưng điều này cũng khó nói lắm, vì Quyết Chưởng Quỷ cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Khi đã nhúng tay vào thì quyết phải có sự tính toán chu đáo chứ không sai.
Nếu chúng ta muốn thu hồi e rằng chẳng dễ dàng như đệ vừa nói đâu. Đồng thời chúng ta không hề hay biết đó là món đồ gì. Đương nhiên là bảo vật trân quý rồi. Bằng không thì số nhân vật bất khả nhất thế của Hắc Bạch Lưỡng Đạo không khi nào chịu xuất thủ tranh đoạt như vậy đâu. Còn hậu quả thế nào thì không ai lường trước được cả. Ngô Hoàng Văn nghe hắn phân tích như vậy, bất giác cứng họng, nói chẳng nên lời, y ngẩn người ra một hồi rồi sau đó mới nói. Bây giờ thì có nói nhiều cũng bằng thừa, vì món đồ đó cũng đã lỡ đánh mất rồi. Chúng ta hãy tìm gặp bọn người của Túy Ông rồi sau đó mới tính. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói. Tam đệ, có lẽ người biết xào huyệt của bọn quyết trưởng quỷ, ta phải tìm họ giải quyết cho xong món nợ. Ngô Hoàng Văn cười cay đắng một tiếng rồi nói. Ta vốn thì chẳng biết nơi chốn cố định của bọn họ. Sau khi họ cứu thoát đệ, luôn luôn lấy khăn bịt mặt đệ lại. Cho nên chớ nói là xào huyệt của họ ở đâu làm gì, cả mặt mày của quyết trưởng quỷ đệ cũng chưa từng trông thấy bao giờ hết. Trần Gia Lân không chịu nổi buông tay rồi nói tiếp. Nếu cậy vào ký ức của đệ thì sao? Ví dụ ta bịt mặt ngươi lại, ngươi thử tìm về chỗ cũ xem nào. Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói không thể được. Lúc họ mang đệ đi, chẳng những họ bịt mặt đệ đồng thời lại điểm huyệt nữa. Trong ký ức không có một mãi mai hình bóng gì hết. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác thở dài một tiếng não nùng rồi nói. Vậy thì tạm thời bỏ qua vụ này thôi. Ngô Hoàng Văn trầm tư giây lát, lại chuyển sang đề tài khác rồi nói. Nhị ca, trong 2 năm, ngươi đã đi đâu vậy? Ta từng theo lời chỉ dẫn của Thảo Đầu Lan Trung đến tiểu ốc cạnh bờ hồ tìm ngươi. Thế nhưng ngôi nhà bỏ trống không có người nào cả. Trần Gia Lân không muốn nhắc chuyện thương tâm trước kia chút nào hết. Hắn bèn trả lời cho có lệ nói. Ta lấy thuyền làm nhà nên không có ở tiểu ốc đó nữa. Ngô Hoàng Văn kêu ồ một tiếng rồi nói. Việc này để mai sau ta nói cho ngươi hay. Lần này ta xuất hiện giang hồ chính là để tìm kiếm Bạch Cốt Ma Thôi Nguyệt. Ngô Hoàng Văn thất kinh nói. Vậy sao? Trần Gia Lân căm phẫn nói. Ta phải báo thù cho một vị bằng hữu tri kỷ. Nghe nói rằng gã ở Nam Sương. Đệ có thể thám thính hộ cho ta được không? Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu rồi nói. Được. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn lên trời rồi nói. Bình minh đã ló dạng rồi, ta có việc cần phải vào thành. Ta sẽ ở lại Duyệt Lai khách điểm đợi ngươi 2 ngày. Nếu có tin tức thì cứ đến đó thông báo cho ta. Ngô Hoàng Văn gật đầu nói. Được, nếu có tin đệ sẽ thông báo cho nhị ca. Trần Gia Lân lúc này nói. Đệ còn muốn nói gì nữa không? Ngô Hoàng Văn sực nghĩ ra điều gì rồi nói. À phải rồi, Túy Ông bảo đệ hỏi nhị ca một việc. Đối với mẫu đơn lệnh chủ, nhị ca có biết tình hình về họ không? Trần Gia Lân nhớ lại những lời mình đã hứa với Vũ Diễm Hoa. Hắn bèn trầm ngâm nói. Đến bây giờ ta vẫn chưa biết chút nào về họ cả. Ngô Hoàng Văn kêu ồ một tiếng rồi nói. Thế thì chúng ta tạm thời chia tay. Nếu có tin tức gì thì để sẽ tìm ca sao? Trần Gia Lân sực nghĩ ra một việc nữa rồi nói. Lúc ở trong tiểu cốc của nhị Lăng ca, ta từng phát hiện 2 cái đầu người, nam và nữ, chôn chung với nhau dưới lòng đất tại phòng ngủ. Không thể nhận ra mặt mũi của họ nữa. Xem như là 2 cái xác chết, 4 cái đầu. Tam đệ người có biết gì cổ quái ở trong đó không? Ngô Hoàng Văn thất kinh nói, lại có chuyện như thế xảy ra sao? Trần Gia Lân gật đầu nói, ta chẳng hay biết gì hết. Trần Gia Lân cũng chỉ có dịp hỏi y như thế thôi. Hắn biết chắc rằng Ngô Hoàng Văn cũng chẳng rõ chuyện này. Thế rồi hắn đành chắp tay cáo biệt Ngô Hoàng Văn, phi thân chạy về hướng thành nội. Trần Gia Lân thoạt vừa bước vào phòng thì Võ Lâm Tiên Cơ cũng theo sau vào phòng luôn. Trần Gia Lân giả đò làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra cả, thản nhiên nói. À, chào Phân Muội. Sau khi Võ Lâm Tiên Cơ ngồi trên ghế, nàng bèn nói với giọng điệu chất vấn. Tỷ phu, tại sao tối hôm qua ngươi lại sai hẹn vậy? Trần Gia Lân vội chắp tay nói. À, thành thật cáo lỗi Phân Muội. Ta tình cờ gặp lại một người bạn xa cách nhiều năm, y đã giữ ta lại. Võ Lâm Tiên Cơ biểu môi nói. Có thật như thế không đó? Trần Gia Lân bất giác giật mình nói. Chứ Phân Muội nghĩ sao vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói. Tỷ phu muốn làm gì cũng được, ta cũng chẳng có quyền hạn để can thiệp. Tỷ tỷ chết rồi,
Người không sao tránh khỏi cảm thấy cô đơn buồn bã. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý thôi. Nam Sương có nhiều nơi chốn giải trí mà. Trần Gia Lân nghe nói thế càng sinh lòng chán ghét. Thoạt tiên hắn tưởng y đã sinh nghi về hành động tối hôm qua của mình, không ngờ y lại hiểu lầm như vậy. Thế rồi hắn bèn cất giọng lạnh nhạt nói: "Phần muội, người chớ đa nghi, ta không phải là hạng người như thế đâu." Võ Lâm Tiên Cơ mỉm cười nói: "Này tỷ phu, người chớ buồn ta nói lầm lỗi. Ta có một việc định nhờ vả ngươi, chẳng hay ngươi có chịu giúp ta không vậy?" Trần Gia Lân động lòng nói: "Có việc chi ngươi cứ nói đi, nếu không ngoài khả năng thì ta sẽ giúp ngươi." Võ Lâm Tiên Cơ nghiêm sắc mặt lại rồi nói: "Tỷ phu, đây là chuyện cá nhân của ta cầu ngươi, xin ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật đó." Trần Gia Lân gật đầu nói: "Được, ngươi cứ việc nói đi." Võ Lâm Tiên Cơ ngồi dậy, thò đầu ra cửa sổ quan sát một hồi, sau đó ngồi trên ghế trở lại, hạ thấp giọng nói: "Nhờ ngươi giết hộ một người." Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, chàng hớt hải nói: "Giết người ư?" Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu nói: "Đúng vậy." Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Đối phương là nhân vật thế nào?" "Y tên là Hoa Nhan Khách Nhâm Phẩm Phương, trạc 30 tuổi đổ lại, nhất biểu nhân tài, ngươi gặp mặt thì nhận ra đối phương ngay." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Hoa Nhan Khách Nhâm Phẩm Phương ư?" "Đúng thế, y là hạng người thế nào vậy?" Nghe danh hiệu thì đã biết y là một kẻ chuyên môn hái hoa, tà ác, cực đoan. Đã có biết bao nhiêu lương gia phụ nữ đã bị họ hại rồi. "Có thật như thế không? Ta nói dối tỷ phu làm gì chứ? Tại sao phải giết y?" Võ Lâm Tiền Cờ nghiến răng nói: "Vì y uy hiếp sinh mạng hai mẫu tử ta." Tức thì trong lòng của Trần Gia Lân sinh nghi ngay. Y nghĩ bụng rằng, chiếu theo tình lý mà nói, mặc dù bà Dương Phu Nhân là thuộc hạ của mẫu đơn lệnh chủ, nhưng bà ta có khả năng chưởng quản cả một cái Hoa Nguyệt biệt trang, thì thân phận ở trong môn phái ắt không phải là thấp kém đâu. Với khí thế của Thiện Hương Môn, có ai dám đụng chạm đến hai mẹ con của y? Nếu bảo rằng có sự việc này thật thì Hoa Nhan Khách Nhâm Phẩm Phương ắt là một hiệp nghĩa đạo, hơn nữa còn có thể là một nhân vật rất tài ba. Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói: "Sao tỷ phu không nói gì hết vậy? Không bằng lòng giúp đỡ hai mẹ con ta ư?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Ta đang suy nghĩ tại sao Hoa Nhan Khách Nhâm Phẩm Phương lại dám uy hiếp tính mạng của lệnh mẫu nữ." Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Đương nhiên phải có nguyên nhân rồi. Sự việc cũng do nơi hai mẫu nữ ta không thể ra mặt đối phó." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy?" Võ Lâm Tiền Cờ nói: "Tỷ phu, người chớ hỏi tại sao. Ta chỉ cầu ngươi lần này, ta có thể tuyên thệ bảo chứng rằng y là một con người đáng tội chết. Xin người vị nãy tỷ tỷ đã quá cố một lần giúp đỡ hai mẹ con của ta đi." Võ Lâm Tiền Cờ thoạt vừa đề cập đến Đào Ngọc Phương thì lòng của Trần Gia Lân đã trầm xuống ngay. Thế nhưng chuyện giết người không phải là trò đùa. Hắn quyết làm sáng tỏ tình huống này trước đã. Giết làm một người lương thiện, chắc hẳn là hắn sẽ ân hận suốt đời chứ không sai. Nghĩ thế hắn bèn trầm giọng nói: "Phần muội, thế nhưng ta cần biết rõ mọi chi tiết mới được." Võ Lâm Tiên Cơ lúc này nói: "Tỷ phu, sự việc này quá quan trọng, ta không thể nói. Chẳng phải cố tình lừa dối ngươi đâu. Ta dám bảo chứng người không có giết lầm người vô tội." Trần Gia Lân sực nảy ra một ý, tạm thời hứa với y cũng được, khi gặp đối phương sẽ rõ chính tà ngay. Nếu quả thật đối phương đã uy hiếp đến tính mạng của hai mẫu nữ y, lúc đó mình mới kết liễu Hoa Nhan Khách Nhâm Phẩm Phương, xem như đã làm một chuyện cho người vợ quá cố. Hắn suy nghĩ tới đây bèn gật đầu nói: "Được, ta hứa giúp ngươi việc này." Tức thì mặt mày của Võ Lâm Tiên Cơ tươi hẳn lên. Cô ta lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ một lần nữa, sau đó nói: "Tỷ phu phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không cho đối phương hoặc bất cứ người nào khác biết rằng thọ thác ta, bằng không hậu quả của hai mẫu nữ ta càng nghiêm trọng hơn nữa đó." Trần Gia Lân nghiêm khắc sắc mặt nói: "Này phân muội, ta xin nói trước, vì dị tình Phương tỷ tỷ cho nên ta mới bằng lòng giúp ngươi. Người nếu đến lúc ta phát hiện đối phương là một quân tử hiền nhân và không phù hợp sự thật thì ta quyết không có xuất thủ đâu đâu." Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu đáp: "Được." Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Hiện giờ đối phương ở đâu?"
Võ Lâm Thiên Cơ ghé vào tai của Trần Gia Lân thì thầm một lát. Sau khi Trần Gia Lân nghe xong thì mặt mày tỏ vẻ khó xử. Một hồi lâu hắn mới ấp úng nói: ngại rằng ta không thể biểu diễn được vai trò này. Võ Lâm Thiên Cơ cười yêu kiều một tiếng rồi nói: tỷ phụ, người chịu khó một chút như vậy mới không lộ tẩy chứ. Trần Gia Lân nghiến răng gật đầu nói: cũng được, ta đành phải làm thế thôi. Trần Gia Lân sực nghĩ ra một vấn đề. Y là môn nhân của Thiên Hương Môn, có lẽ y biết hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên cũng nên. Đây là một cơ hội thám thính tốt nhất. Thế rồi hắn lại lên tiếng nói tiếp: ta cũng có một việc muốn hỏi người, nhưng ta xin nói trước, đây không phải là trao đổi điều kiện. Võ Lâm Thiên Cơ mỉm cười nói: cho dù phải cũng không hề chi, người cứ việc nói xem nào. Trần Gia Lân trầm giọng nói: ta muốn biết hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên ở đâu. Võ Lâm Thiên Cơ mặt biến sắc nói: nói sao? Ngươi hỏi hành tung của Bạch Cốt Ma ư? Trần Gia Lân gật đầu đáp: đúng vậy. Võ Lâm Thiên Cơ câu mày nói: đối phương là nhân vật thế nào vậy? Trần Gia Lân bất giác cười thầm: Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên là một trong ba đại tôn giả của Thiên Hương Môn, có khi nào y lại không biết đối phương chứ? Rõ ràng y cho rằng Trần Gia Lân chưa biết bí mật này. Hoa Nguyệt Biệt Trang đối ngoại tự xưng là Hoa Nguyệt Môn, thực ra chỉ là bí đà của Thiên Hương Môn. Trần Gia Lân cũng chẳng muốn dạch sự thật này ra làm gì, nên hắn giả đò làm ra vẻ không hay biết gì cả nói: phân muội, xem như ta nhờ vả ngươi, với kinh nghiệm giang hồ của ngươi chắc có thể thám thính được hành tung của y chứ. Võ Lâm Thiên Cơ cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi nói: được, ta hứa sẽ cố gắng thám thính hộ cho ngươi. Trần Gia Lân nói: ta mong rằng càng sớm càng tốt. Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu rồi nói: ta sẽ thám thính ngay. Trước khi sự việc chưa xong, chúng ta tạm thời không nên gặp mặt nữa. Ta phải cáo từ thôi. Nói xong y quay người thoăn thoắt bước ra khỏi phòng luôn. Đèn đuốc trong thành Nam Sương vừa được châm sáng, tình huống khác hẳn với ban ngày. Hạng nhân vật thường già lữ khách thưa dần, thay vào đó là một số công tử ăn chơi xuất hiện. Hình như thời gian hoạt động của họ là lúc ban đêm. Ở trong một con hẻm nhỏ thanh vắng, có một cái cổng lớn rất hùng vĩ. Nơi đây chính là một trong số phong nguyệt trường cao cấp, có tiếng nhất trong thành Nam Sương. Hạng người ra vào nơi đây đều là những tài cự phú. Đương nhiên số kỹ nữ ở đây cũng là thứ cao cấp, năng ca múa đánh đàn, sắc đẹp xuất chúng. Có những ả còn thông cả văn chương và ca sướng. Cũng ngay lúc này có một tuấn mã chạy đến. Người ngồi trên ngựa là một thiếu niên anh tuấn ăn mặc sang trọng. Phía sau kỵ mã thì có hai tên tỳ tùng thiếu niên mặt mày thanh tú theo hầu. Công tử thanh niên nọ thoạt vừa xuống ngựa trước cổng, một trong hai tỳ tùng lập tức cầm lấy dây cương ngay. Tức thì có một lão nhân trạc tuổi 50 từ bên trong cổng bước ra, cung kính hành lễ, mỉm cười rồi nói: cung nghênh đại gia. Dứt lời lão lùi sang một bên nhìn vào hướng bên trong rồi la lớn nói: nhầm công tử giá lầm. Lão vừa dứt lời, đột nhiên có một hán tử áo xanh tiến ra nghênh đón. Y cúi người vái chào một cách cung kính và thưa rằng: kính chào công tử. Công nữ thanh niên họ Nhâm này dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi sau đó ưỡn ngực bước vào bên trong luôn. Hán tử áo xanh nọ cứ khom lưng đi theo sau như là hầu tổ tông không bằng. Đi vào cổng là một đại diện có lối đi lót bằng gạch đỏ. Công tử nọ đi được vài bước tức thì có một phu nhân trung niên diễm lệ hấp dẫn bước ra nghênh đón. Chưa nói thì đã cười: thưa Nhâm công tử, hai hôm nay không thấy ngài đến rồi, mời ngài hãy đến Hương Cát nào. Công tử thanh niên câu mày nói: tại sao không đến Phụng Quán? Phu nhân trung niên mỉm cười nói: mời Nhâm công tử đến Hương Cát trước, tiểu phụ nhân sẽ bẩm trình mọi việc sau. Công tử họ Nhâm miễn cưỡng gật đầu một lượt. Hán tử áo xanh cũng lẳng lặng lùi về bên sau. Tư trai này có nhiều tiểu diện riêng biệt. Công tử họ Nhâm theo họ phu nhân trung niên đi qua cửa viện. Chẳng mấy chốc thì họ vào một thủy cát dựng trên hồ sen. Công tử họ Nhâm thoạt vừa ngồi vào ghế đã hấp tấp lên tiếng hỏi ngài: cổ má má, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Phu nhân trung niên đích thân dâng trà tới cho y rồi sau đó mới làm dáng thở dài một tiếng nói: "Ai, công tử vẫn chưa biết nỗi khổ của nghề này chúng tôi. Người tới đây hết thảy đều là khách, không được đắc tội. Thế nhưng bọn này cũng không thể nào hoàn toàn khiến cho mọi người khách đều chiếu cố và vừa lòng." Công tử họ Nhậm trầm giọng nói: "Cổ má má, chớ nói dòng do tam quốc nữa, hãy nói quệt tẹt cho rồi. Có phải cổ Hồng Liên cô nương lại tìm được một khách sợp nào đó định bỏ rơi ta chứ gì?" Phu nhân trung niên phất tay vào chốn hư không rồi nói rằng: "Cha ơi, Nhậm công tử nhà ta, tiểu phụ nhân không sao đảm đương nổi lời nói của ngài đâu, làm gì có chuyện đó." Công tử họ Nhậm cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Cậu má má, chúng ta cứ nói quệt tẹt cho rồi. 2 năm nay tối thiểu ta đã tiêu hàng 100 lạng vàng cho Hồng Liên, thế mà ta vẫn còn chưa đụng được tới nàng đó." Phu nhân trung niên kêu ồ một tiếng làm dáng rồi nói: "Nhậm công tử, quả thật tiểu phụ này cũng tức cho ngài lắm. Nhưng con Hồng Liên nó cứ làm dáng, nói rằng là chỉ ca múa chứ không có bán thân. Hãy động đến nó là nó đòi tự vẫn. Già này cũng chẳng làm gì được nó. Nhưng nói cho ngài, nó đối với công tử bao giờ cũng tử tế hơn mọi người nhiều. Chỉ cần công tử cố gắng chịu đựng ít lâu nữa, sớm muộn gì thì cũng là người của ngài thôi." Công tử họ Nhằm sớt ngược đôi lông mày lên rồi nói: "Chẳng lẽ ta cứ nhìn trai mai giải khác mãi như vậy sao? Này cổ má má, quả thực ta không muốn chờ đợi được nữa. Người cứ cho giá đi, họ Nhâm này tin chắc rằng vẫn đủ khả năng kia mà." Phu nhân trung niên vỗ tay kêu bóp một tiếng cười giả lả rồi nói: "Cha ơi, này Nhâm công tử, ai dám nói rằng ngài không đủ khả năng. Thế nhưng sự việc này cần phải từ từ thương lượng. Nói cho ngài, con Hồng Liên ra chiêu bài sống ở tại đây, ta vẫn trông vào y để kiếm chút đỉnh để tiêu dùng trong những chuỗi ngày còn lại. Nếu không có nó thì còn ai vào đây nữa chứ?" Công tử họ Nhậm lại nói: "Ta vẫn biết y là con gà đẻ trứng vàng của ngươi. Nói cho ngài, số vàng mà ngươi moi từ thân của y cũng thừa sức sống đến già rồi. Ngươi cứ nói thẳng thắn ra đi, ngươi cần bao nhiêu mới chịu buông tay đây?" Mặt mày của phụ nhân nọ ủ rũ rồi nói: "Này Nhâm công tử, việc này không thể hấp tấp được. Dù ta bằng lòng mà y không bằng lòng thì cũng bằng thừa thôi. Bây giờ thế này, để ta thương lượng với y xem thế nào, bắt phải trả lời dứt khoát với công tử. Bây giờ ta bảo Dương Lan đến hầu rượu cho công tử nghe, như vậy được chứ?" Công tử họ Nhậm lạnh lùng nói: "Nói chuyện cả nửa ngày trời, ngươi vẫn chưa nói nguyên nhân tại sao mà y không chịu gặp ta." Phụ nhân trung niên kêu ồ một tiếng rồi nói: "Ngài thấy chưa, ta lại hồ đồ như thế rồi. Chính công tử của Trần Đại Nhân trong thành đã mộ danh muốn nói chuyện với y đó." Công tử họ Nhâm nghiêm sắc mặt nói: "Này cổ má má, tháng vừa rồi ta căn dặn y chớ tiếp khách nữa. Tất cả mọi chi phí tổn thất ta chịu hết." Phụ nhân trung niên nói giọng ôn tồn: "Trần công tử không phải là khách nhân tầm thường đâu. Hơn nữa bọn này cũng không dám đắc tội đâu." Công tử họ Nhâm nói giọng lạnh lùng: "Nói như vậy ta không bàn đối phương rồi." Phu nhân trung niên dậm chân nói: "Này công tử, nói cho ngài rằng, ngài là khách thường lui tới đây, còn Trần công tử mới đến lần đầu tiên, chỉ ngẫu nhiên đến cho vui mà thôi." Công tử họ Nhậm đứng phát dậy rồi nói: "Cái gì mà Trần công tử và Cẩu công tử, người không dám đắc tội nhưng ta thì chẳng xem y vào đâu hết." Nói xong quay người bước ra ngoài ngay. Phu nhân trung niên luống cuống chạy tới níu áo công tử họ Nhậm lại rồi nói: "Trời ơi, này Nhậm công tử, ta gian ngài đó. Chớ có đánh dở bát cơm của già này. Trần Đại Nhân là bạn tham giao của tri phủ đại nhân. Lão chỉ nói một câu thì sự nghiệp của già này hỏng hết." Công tử họ Nhậm lạnh lùng tàn hắn một tiếng, dùng khỏi tay của phụ nhân trung niên, rảo bước chạy ra ngoài luôn. Phụ nhân trung niên không kịp đuổi theo, cứ dậm chân tại chỗ kêu trời lia lịa. Đây là một tiểu diện khá vắng, người ta dùng đá hoa để xếp thành 2 chữ Phụng Quán trên cửa hình bán nguyệt. Có một cặp nam nữ đang ngồi đối diện trên một cái bàn tiệc rượu trong căn phòng được bố trí một cách hoa lệ. Người nữ thì kiều diễm xinh đẹp vô cùng,
Còn nam nhân nọ là một thư sinh áo gấm có gương mặt lạnh lùng, anh tuấn bất phàm. Trong hai người vừa nói vừa cười có vẻ thân thiết lắm thì phải. Hai tiểu nha hoàn đang ngồi ngoài cửa phòng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào phía trong, sau đó hai người nhìn nhau làm trò hề. Thình lình có một người vào trong sân viện, hai tiểu nha hoàn song song đứng phát dậy, một chồng hai đứa lên tiếng nói: "Ai đó?" Ả nha hoàn kêu a một tiếng rồi nói: "Ô, là Nhâm công tử." Nữ nhân trong phòng bất giác cau mày lại, thư sinh áo gấm nói: "Cổ cô nương, đối phương là ai thế?" Té ra nữ nhân này chính là Hoa Khôi Cổ Hồng Liên trong trai viện. Cổ Hồng Liên cau mày nói: "Y tên là Nhâm Phẩm Phương, cậy mình có nhiều tiền nhiều bạc, cứ làm phiền thiếp mãi đó." Một chồng hai tiểu nha hoàn vội bước tới trước, hạ thấp giọng nói: "Thưa Nhâm công tử, cô nương đang tiếp khách." Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng tàn hắn một tiếng, chẳng thèm đến xỉa tới tiểu nha hoàn nọ, cứ rảo bước bước vào phòng. Cổ Hồng Liên ngồi dậy nói: "Thưa Nhâm công tử, thành thật cáo lỗi, đêm nay..." Nhâm Phẩm Phương đưa ánh mắt quét nhìn thư sinh áo gấm một lượt, cười lạnh lùng rồi nói: "Có phải bằng hữu là họ Trần không vậy?" Thư sinh áo gấm lễ phép gật đầu rồi nói: "Không dám, chính là tiểu tính của tại hạ đây." Nhâm Phẩm Phương cao ngạo nói: "Ông đại nhân làm ở tri phủ nào vậy? Bản công tử chưa nghe nói là có nhà họ Trần danh tiếng nào ở trong thành Nam Sương này bao giờ cả." Bảo mẫu Cổ Má Má cứ thở hồng hộc chạy tới sau lưng của Nhâm Phẩm Phương nói giọng cầu khẩn: "Nhâm công tử ơi, Hương Cát đã chuẩn bị tuyệt rượu tiệc xong." Nhâm Phẩm Phương ngoái cổ ra sau trợn mắt nhìn bà ta một cái rồi nói: "Biết điều thì ngươi câm cái miệng lại đi, chứ có chọc giận ta nữa nghe." Bảo mẫu Cổ Má Má câm mồm lại, cứ đứng luống cuống xoa tay vào nhau. Thư sinh áo gấm liền trầm giọng nói tiếp: "Có lẽ bằng hữu là họ Nhậm rồi, xin lượng thứ tại hạ không thiện đề cập đến gia thế tại chốn này." Cổ Hồng Liên rời khỏi tiệc vài bước, cúi đầu vái chào rồi nói: "Thưa Nhậm công tử, xin cho tiểu nữ được cáo tội với ngài vào hôm khác." Nhâm Phẩm Phương không trả lời của nàng, vẫn cứ đưa ánh mắt nhìn thư sinh áo gấm rồi nói: "Này bằng hữu, Cổ Hồng Liên cô nương là danh hoa hữu chủ rồi, biết điều thì ngươi hãy rời khỏi nơi đây đi." Thư sinh áo gấm cười ha hả một tiếng rồi nói: "Danh hoa hữu chủ, thế thì kỳ lạ thật đó, ai là chủ đây?" Nhâm Phẩm Phương chìa bàn tay ra rồi nói: "Chính là Nhâm mổ đây nè." Thư sinh áo gấm liếc nhìn y một lượt rồi nói: "Này bằng hữu, bỏ qua cho rồi, người nào dám tiêu tiền thì người đó là chủ nhân." Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: "Họ Trần kia, ta cảnh cáo người trước, hãy tự lượng sức mình một chút đi." Cổ Hồng Liên gượng cười tiếp lời nói: "Thưa Nhâm công tử, xin ngài niệm tình khoảng thời gian quen biết lâu dài, chớ làm cho tiểu nữ khó xử." Nhâm Phẩm Phương cười một tiếng rồi nói: "Hồng Liên, tối nay sẽ là ở đây với nàng, có được hay không?" Cổ Hồng Liên mặt mày biến sắc nói: "Nhâm công tử, ngài biết rằng điều này không thể được mà." Nhâm Phẩm Phương xết ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: "Có gì mà không được, ngươi chớ làm eo làm sách nữa. Nếu ngươi muốn làm đại khuê nữ thì về nhà cho rồi. Còn đến đây thì chớ có làm gián, ngươi cứ việc ra điều kiện đi, ta quyết không có trả giá đâu." Cổ Hồng Liên mím môi nói: "Ta không cần điều kiện, ta chỉ ca sướng chứ không có bán thân." Nhâm Phẩm Phương biểu môi nói: "Này cổ cô nương, ta cũng đã tiêu tiền khá nhiều rồi, không có dạy gì mà chờ đợi lâu nữa, lát nữa ta quay trở lại." Hai mắt của Cổ Hồng Liên ống ánh ngập lệ nói giọng thê lương: "Nếu Nhâm công tử bắt ép thì tiểu nữ đành chịu chết thôi." Nhâm Phẩm Phương biểu môi nói: "Ở, người muốn dựng bia trinh tiết chăng?" "Vậy thì đúng là thiên cổ kỳ đàn rồi." Thư sinh áo gấm từ từ đứng dậy nói: "Họ Nhâm kia, chớ có làm nhục người ta như thế. Cổ cô nương bất hạnh nên mới rơi vào hoàn cảnh như này. Trong chốn ca sướng vẫn có người giữ thân trong sạch. Bây giờ ta là chủ nhân của Phụng Quán, mời ngươi ra khỏi đây." Hình như Nhâm Phẩm Phương lấy làm kinh ngạc rồi nói: "Ngươi nói sao? Ngươi bảo ta rời khỏi đây ư?" Thư sinh áo gấm nói: "Đúng thế." Nhâm Phẩm Phương buông tiếng cười ha há như điên như dại rồi nói: "Chà chà tiểu tử ngươi,
Người dám lên mặt với ta như thế này, hãy mau cút đi. Thư sinh áo gấm cất giọng lạnh lùng nói, nếu tại hạ không cút khỏi đây thì sao? Hai mắt của Nhâm Phẩm Phương tia ra luồng ánh sáng kinh người, y lạnh lùng nói, vậy thì ngươi mãi mãi không thể trở về nữa. Thư sinh áo gấm bình thản nói, chẳng lẽ ngươi dám giết người sao? Nhâm Phẩm Phương cười hăng hắc một tiếng rồi nói, đúng vậy. Bảo mẫu Cổ Má Má mặt mày lúc này đại biến, nói giọng hớt hải, A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, Nhâm công tử người không được. Cổ Hồng Liên cũng mặt mày biến sắc, nàng mấp máy đôi môi nói chẳng nên lời. Nhâm Phẩm Phương bỗng nhiên phát hiện thư sinh áo gấm có đeo kiếm ở bên thắt lưng, y cau mày biểu môi nói, không ngờ ngươi cũng là một tay kiếm thủ hả? Ngươi chẳng phải đeo kiếm để giả dối với người sao? Thư sinh áo gấm nói giọng lạnh lùng, cứ cho là thế cũng được, nhưng vẫn có thể giết người thôi. Nhâm Phẩm Phương không nhìn thấy thư sinh áo gấm có chỗ gì kỳ lạ cả, có điều cặp mắt sáng hơn người thường một chút, y bất giác bật cười nói, tiểu tử, ngươi lại bắt chước người ta đề cập đến hai chữ giết người. Ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Chúng ta chớ đấu khẩu làm gì nữa, có ngon thì bước ra ngoài sân chơi đi. Cổ Hồng Liên bất giác bước ngang qua, nếu áo thư sinh áo gấm lại rồi hớt hải nói, Trần công tử, ngươi không nên ra ngoài đó. Nhâm Phẩm Phương trông thấy hành động này, lửa ghen ở trong lòng sôi sục lên, y đảo mắt nhìn Cổ Hồng Liên một lượt rồi nói, chà ôi, thân mật dữ vậy, nhất kiến hợp tình hả? Đồ điếm. Cổ Hồng Liên buông tay lui về phía sau hai bước, mặt mày tái mét, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống. Thư sinh áo gấm trợn ngược hai mắt, tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, y căm phẫn nói, họ Nhầm kia, người thật muốn chết lắm chăng? Được, ta sẽ bảo Hoa Giang khách người biến thành quỷ ở dưới nước cho mà coi. Nói xong y phi thân nhảy giọt ra sân luôn. Nhâm Phẩm Phương trông thấy động tác, nhãn thần và khẩu khí của y, bất giác giật nảy người lên, nhất là đối phương lại nhất khẩu đọc ra danh hiệu của mình. Điều này càng khiến cho gã kinh ngạc hơn nhiều, bất giác lùi về phía sau một bước hớt hải rồi nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai đây? Thư sinh áo gấm lạnh lùng nói, ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, hãy lo bảo vệ mạng sống của mình đi. Hoa Giang khách Nhâm Phẩm Phương đảo mắt liếc nhìn bảo mẫu Cổ Má Má rồi nói, này Cổ Má Má, ngươi chuẩn bị thông báo cho phủ Trần đại nhân gì đó đến đây nhận xác đi. Bảo mẫu Cổ Má Má nhặt bài nhăn nhó khóc lóc nói, này Nhâm công tử, ta quỳ xuống ta lại người đó. Nói xong bà ta quỳ xuống lại lia lại lịa. Hoa Nhãn khách Nhâm Phẩm Phương chẳng động lòng chút nào, giọng lạnh lùng hừ một tiếng, đảo mắt liếc nhìn thư sinh áo gấm rồi nói, khá lắm thằng tiểu tử, người cũng chuẩn bị bảo vệ mạng sống đi. Nói xong kêu xoạt một tiếng rút trường kiếm ra khỏi bao luôn. Hai tiểu nha hoàng mặt mày tái mét không còn một chút máu, cứ đứng ở bên kia run lẩy bẩy không dừng. Cổ Má Má thì há hốc mồm, trợn to hai mắt ra, vẫn còn quỳ dưới đất nói chẳng nên lời nào hết. Cổ Hồng Liên hai mắt óng ánh ngập lệ, đứng đờ người tại chỗ, có nên giết y chăng? Thư sinh áo gấm ở trong lòng tự hỏi. Hoa Giang khách Nhâm Phẩm Phương bỗng thớt kinh nói, thành kiếm cùng đầu, rốt cuộc ngươi là ai đây? Mặt của thư sinh áo gấm lạnh như tiền nói, ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 21, tác giả Trần Thành Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 22 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.